Vâng, Shop Xe Đạp An Tâm đến từ Bắc Giang này xin chào toàn thể các bác yêu thích bộ môn thể thao trên toàn quốc. Và lời đầu tiên trong cái video này thì Shop em xin được gửi một lời chào, lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe tất cả các bác đã quan tâm cũng như là ủng hộ những cái dòng xe đạp thể thao trong cái thời gian vừa qua thì em có cung cấp ra ngoài thị trường. Đấy, và trong cái phân khúc mà tầm từ 3 triệu, 4 triệu, hơn 4 triệu, dưới 5 triệu thì các bác chọn mua rất là nhiều. Và trong cái nội dung video ngày hôm nay thì một lần nữa Shop em lại giới thiệu một cái mẫu xe đạp đua dáng thể thao rất là đẹp mà giá thì rất là bình dân. Đấy, giá thì ở dưới 5 triệu, trên 4 triệu ở giữa ấy. Thì các bác nào quan tâm thật sự thì ở lại hết cái video này, đến phần cuối của video thì em sẽ báo giá cho cái con xe Vventer này. Đây là tổng thể về một chiếc xe. Thì trước khi giới thiệu ở phần chi tiết hơn thì em xin được nói qua về cái cách thức giao dịch mua bán. Có hai cách. Một là các bác chụp ảnh màn hình như này gửi cho em, nếu các bác xem được trên mạng chụp ảnh cái điện màn hình điện thoại ấy, gửi cho em mẫu này đúng như này luôn là em biết chính xác là cái mẫu nào. Đấy, cách thứ nhất đấy là gửi qua Zalo. Cách thứ hai là các bác có thể điện trực tiếp, nhưng mà em vẫn luôn tư vấn là để mà chọn được một chiếc xe đạp như ý, hoặc là có cái việc là mình cả hai bên giữa bên người mua ấy và bên chủ shop thì nó thống nhất được, cho nên là các bác cứ chụp ảnh màn hình vào đấy gửi là dễ nhất. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể tìm hiểu thêm thông tin trên mạng, sau đấy quay lại đặt hàng bên shop em cũng được. Còn nhãn hiệu của con xe này là con Vventer và giá con này là 4,5 triệu. Đấy, đã bao gồm cước phí rồi, và bên em sẽ tặng cho các bác một vài cái phụ kiện đồ chơi khác nữa. Nếu bác nào mà có phụ kiện đồ chơi rồi thì bên em có thể thương lượng về giá bớt cho các bác một chút nữa. Đấy, giá thì là đã bao cước rồi. Đấy, chi tiết là cái về con xe này, giá thì em báo rồi. Đấy, về cấu hình của con xe này thì với cái phân khúc mà giá 4,5 triệu như vậy thì nó cũng không được yêu cầu quá cao về cái cấu hình. Tuy nhiên là bản thân em thì cũng đang đi một con. Đây, em thì em đang đi con này. Em đang đi con này nhé. Đấy, con này em đang đi này. Đấy, hàng ngày thì em đạp con này. Thì cái trải nghiệm thì đi nó cũng khá là ổn cho cái tầm tiền đấy, mà được trang bị như thế đi khá là ổn. Con xe này trang bị là thân khung nhôm, nó khá là nhẹ. Đây em nhấc lên các bác thấy là nó rất là nhẹ. Còn về màu sắc thì có màu xanh đen và màu đen đỏ là hai cái màu mà các bác hay lựa chọn, đặc biệt là cho cái màu mà giống con Emery bên này. Đấy, thì các bác chọn là rất là nhiều. Thì hôm qua thì em có gửi một con vào Đắk Nông, xin cảm ơn anh. Và hôm nay em lại gửi một con về Tiền Giang. Đấy, thì các bác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhưng mà khu vực Tây Nguyên thì rất là ưa chuộng mẫu này. Thì em có tư vấn thêm là nên chọn cái phân khúc nó cao tiền hơn thì đi nó chất hơn. Các bác bảo thôi tôi mới chơi thì phân khúc này nó vừa cái tầm kinh tế, thì em cho rằng đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp khi mà mình mới bắt đầu chơi vào cái bộ môn xe đạp thể thao, rèn luyện, cần đi tập thể dục mỗi ngày ấy. Đó, thì chi tiết về con xe này thì em giới thiệu như sau. Anh camera có thể quay lại gần một chút. Đầu tiên là em giới thiệu về cái phần đầu xe. Đây, phần đầu xe thì các bác có thể thấy là được thiết kế trang bị quấn da này ở phần tay nắm này. Đó. Và ở phần đầu này thì bên này là hộp cái bộ chuyển động gạt có 7 cấp độ số. Ở cái này là mình sẽ sử dụng để các bác gạt phần líp, có 7 số ở líp. Ở bên đây là tầng đĩa thì có 3 tầng thôi. Đấy, cấp độ là mình gọi là cấp độ là 7 × 3. Đấy, cho nó dễ hiểu. Đấy, các bác lưu ý nhá, em giới thiệu thì em lưu ý luôn là cái bộ chuyển này, cái này là của Shimano. Đấy, thì nó trong trường hợp nó sẽ bị lửng số đi này thì các bác điều chỉnh nó về đúng cái số này là ok luôn. Đấy, còn thiết kế là ở phần đầu này có hai cái phanh phụ này. Đấy, để khi mà các bác đi ở trạng thái mà nghỉ ngơi ý, thì mình gặp chướng ngại vật thì mình có thể sử dụng cái phanh phụ này. Còn bình thường trong quá trình mà các bác đi thì các bác để tay ở đây chẳng hạn, thì đây chính là cái bộ phanh chính. Ở con phanh này thì con Vventer này thì sử dụng là phanh đĩa. Này, các bác có thể thấy đây là cái bộ phanh đĩa nó. Đây phần càng. Đấy, bộ vành này là bộ vành nhôm 2 lớp của Vventer. Đây phần khung. Đấy, nhiều các bác bảo là đây là cái tem của nó là cái tem dán, không phải đâu nhé. Cái này là in theo khung luôn đấy, rất là xịn sò. Đấy là phần đầu xe thì là như vậy, và phần khung. Và bộ chuyển động ở trục giữa là bi bạc đạn.
Ở đây là bộ penan. Còn ở bộ phía sau đây các bác có thể quan sát kỹ ở phần sau. Đấy, con này được trang bị sẵn cái chân trống rồi. Đấy, bộ đằng sau đây là bộ lip và bộ chuyển động cũng của Shimano luôn. Đấy, thì em cho rằng là với một cái cấu hình mà tầm 4 triệu rưỡi mà đều sử dụng cái bộ chuyển động của Shimano, của đùi Powell thì cũng rất là ngon rồi. Cũng không quá là đánh giá thấp cái con này, mà cũng không quá cao, bởi vì là em nhắc lại là ở cái phân khúc này thì trang bị như vậy cũng là rất ổn rồi. Nó rất phù hợp với các bác mà có cái điều kiện kinh tế ở cái mức vừa phải, hoặc là mới chơi. Mới chơi thì chơi con này. Thì cái này là tùy sự lựa chọn thôi. Đấy, sau khi các bác chơi được một thời gian, 1-2 năm, có thể nâng cấp lên bản cao cấp hơn, thì nhượng lại con xe này cho anh em nào mới chơi, thanh lý đi. Cũng là một cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thế thì vừa rồi shop xe Đào An Tâm giới thiệu về một cái mẫu xe mà thời gian gần đây các bác khá ưa chuộng về cái con Vventer này. Thì shop em sẽ gửi hàng toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển hàng qua bên bưu điện. Thì trong quá trình chuyển hàng thì shop em sẽ đóng gói lại vào hộp và gửi đi. Còn đây là một cái xe mà đã được lắp ráp và đi thử rồi. Đã được đi thử rồi, đi con gọi là đi cân chỉnh rồi, thì sau đấy thì mới lại tháo cái bánh này ra và tháo phần đầu về, các bác nắp vào rất là dễ dàng. Thế thì bên cạnh với việc là giới thiệu về xe thì em xin thông báo là với các bác mà đã mua xe rồi, có thể mua ở bên shop em hoặc là shop khác trên mạng, mà xe gặp những cái lỗi gì về nhỏ ấy, những cái lỗi nhỏ trục trặc nhỏ thì các bác điện cho bên em. Với phân khúc tầm xe tầm dưới 30 triệu thì bên em xử lý được. Còn những dòng đắt hơn thì hiện tại thì do là thợ nhà em chưa có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực xe rất là đắt tiền. Đấy, thì các bác có thể liên hệ những cái cơ sở khác để tham khảo. Đấy, còn cái dòng 20-30 triệu đến tầm vài triệu này thì gặp những cái trục trặc nào và lỗi kỹ thuật nhỏ mà có thể điều chỉnh được ấy, thì các bác điện cho bên em sẽ hỗ trợ các bác trong cái quá trình tư vấn chăm sóc xe của các bác. Thì cái video này shop xe Đào An Tâm xin được kết thúc ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã dành cái quan tâm rất là nhiều cho các cái dòng xe đạp thể thao này. Xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe và xem hết cái video. Nếu bác nào mà chốt con này cho cái phiên bản đen xanh này, em nhắc lại nhé, chụp ảnh màn hình gửi cho em, ok luôn. Xin chào các bác.